Hoan hỷ chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị một mùa xuân mới đã sang. Chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đông. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri cảnh báo, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tuyệt đối chú ý kẻo vỡ nợ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi vì 4 tháng xui xẻo này, xem ngay để bảo toàn tài lộc, đón thời giàu sang. Dòng đời hối hả bon chen, con người đổi trắng thay đen mấy hồi, sống vì danh lợi mà thôi. Đời là danh nghĩa cái nôi tội tình, ai ai cũng nghĩ cho mình, mấy ai bị chửi lạc tin hiền từ. Cái tôi cứ giữ khư khư, thương người đối đãi nhân từ mấy ai, còn không người tự biết sai, ăn năn hối lỗi mới tài thánh nhân. Ở đời danh nghĩa người thân, đằng sau tính toán bất cần là ai. Đời là một kiếp đầu thai, làm người sửa chữa nhưng ai sẽ làm, hay là càng lợi càng tham, hữu danh vô thực tự làm khổ nhau. Đời là một kiếp thương đau, đời này nối tiếp đời sau tội tình. Quý anh chị Quý Sửu thân mến, tuổi 52 chưa ai nói là già, mà chỉ là quý anh chị sống chậm lại, có những lúc trở nên trầm lặng và yên tĩnh hơn. Chắc chắn quý anh chị không còn nhìn đời dưới lăng kính màu hồng, mà thay vào đó là những suy ngẫm về tương lai. Đa phần trong mỗi con người khi bước vào độ tuổi này đều mang nhiều tâm sự. Có người thì u buồn vì con cái thiếu quan tâm, người thì cộng hòa nản với cuộc sống tẻ nhạt, cố quạnh. Những tâm sự trong lòng Quý Sửu lúc này như một tảng đá đè nặng lên vai, và nếu quá lâu không được tháo gỡ, giải tỏa, sẽ khiến quý anh chị dễ mắc phải những bệnh người già thường gặp. Độ tuổi này có lẽ chính là lúc Quý Sửu nên sống cho mình, nên đi một vài nơi mà hồi trẻ mình chưa có thời gian và tiền bạc để đi, đến thăm người thân, họ hàng mà trước kia vì quá bận bịu với công việc khiến anh chị trở nên không có thời gian quan tâm lẫn nhau. Sự thay đổi này sẽ mang đến những điều tích cực cho quý anh chị lắm thay, và có khi đây là thời khắc định mệnh tạo ra cho quý anh chị một cuộc sống mới hơn. Có thể nói rằng, tuổi này vốn dĩ không đau đớn hay tàn khốc như mọi người vốn mặc định. Nhiều người khi bước gần đến tuổi già, họ cảm thấy thanh thản và yêu đời hơn, khi không phải lo nghĩ quá nhiều. Đa phần ở họ chỉ có những thay đổi về tuổi tác, cũng như sức khỏe nên đôi khi làm con người ta chưa kịp thích nghi với cuộc sống xung quanh. Cộng thêm những gánh nặng về mặt tâm lý, làm cho quý anh chị mang nhiều tâm sự hơn. Trên đời này vốn không có sự ngẫu nhiên, chỉ có thứ được gọi là định mệnh. Trên đời này cũng có sự tồn tại của số mệnh, nhưng không có nghĩa là toàn bộ mọi thứ đều được quyết sẵn không thể đổi thay. Mong Quý Sửu thời gian tới luôn chiến và luôn cố cho con đường bản thân chọn lựa. Dẫu có mỏi mệt thân tâm, dẫu có một mình đơn độc, thì vẫn cứ nỗ lực hết mình, tin tưởng điều mình đã chọn, vượt khó và ngược gió, cho thỏa cái điều mà bạn chọn. Bạn cho dù có ngược với số đông đi nữa, thì đó cũng là điều Quý Sửu làm mà thấy vui. Dù sao đi nữa, cũng chúc mừng Quý Sửu, bạn trong hơn mười mấy tháng qua đã quá kiên cường rồi, đã biết số châu vất vả cái cuốc lắm thay, nỗi đau của bạn không ai thấu. Nhưng nhiều Quý Sửu và Minh Đường Tử Vi đều thấu. Người bạn tin yêu phụ bạc, hay tiền bạc tài sản bạn mất đi, người xung quanh không ai biết, nhưng nhiều Quý Sửu khác và Minh Đường Tử Vi đều biết rõ. Chúng ta không thể ở cạnh mà chia sẻ cùng nhau. Minh Đường Tử Vi chỉ có thể giản đơn động viên Quý Sửu cố gắng. Trăng ở trái đất dù nhìn từ nơi nào thì cũng đều vậy cả. Mong Quý Sửu thỉnh thoảng ngắm trăng, sầu bi một tí, cũng được an yên hơn một tẹo. Vì có những người đồng cảnh ngộ cũng đang ngắm trăng, xuyên không động viên bạn bè. Còn 7 ngày nữa là kết thúc năm cũ. Mong Quý Sửu cố gắng vững chãi và sáng trí để có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Quý anh chị thân mến, ta cùng tìm hiểu đôi nét về tính cách của tuổi Quý Sửu theo can chi ngũ hành. Quý vị thân mến, trong văn hóa Á Đông, con trâu tượng trưng cho tinh thần siêng năng và kiên trì. Do đó, những người sinh vào năm Sửu được coi là những người mang trong mình sự phấn đấu đáng khâm phục. Nếu bạn kết giao với người Sửu, bạn sẽ thấy họ luôn toát lên tinh thần trách nhiệm. Họ sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà họ đảm nhận, và việc từ bỏ trước khi đạt được mục tiêu là điều họ hiếm khi thực hiện. Từ góc độ này,
Người tuổi Quý Sửu hiểu rõ mình phải làm gì và biết trọng trách mà họ phải đảm đương trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Khả năng đảm nhận trách nhiệm đã giúp họ trở thành đồng đối tác đáng tin cậy. Hầu hết những người tuổi Quý Sửu đều có tính cách bảo thủ và truyền thống. Họ gây ấn tượng với mọi người bằng hình ảnh của sự bền bỉ, trung thực và siêng năng. Họ ít khi sợ hãi trước bất kỳ khó khăn, gian khổ nào. Họ kiên trì nhưng bướng bỉnh, thận trọng nhưng do dự, tính khí thất thường và nóng nảy. Tính cách tuổi Quý Sửu hành động chậm chạp nhưng khá cố chấp. Một khi họ đưa ra quyết định, họ sẽ kiên trì đến cùng, thận trọng và cẩn thận trước khi hành động. Họ sẽ cân nhắc rất lâu. Tính ổn định là một đặc điểm khác trong tính cách của họ, vì họ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường và sự phán xét của người khác. Với niềm tin và ý chí kiên cường, họ luôn có thể thực hiện được mục tiêu của mình, trung thực và kiên nhẫn. Họ là những người bạn đồng hành và người bạn đáng tin cậy. Bên cạnh đó, họ rất độc lập và cần cù. Điều này khiến họ dễ dàng đạt được điều gì đó. Khi xử lý các vụ việc, họ có thể sắp xếp mọi thứ có trật tự. Họ dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và dịu dàng với anh chị em. Họ là những người yêu hòa bình và đối xử bình đẳng với mọi người. Với nữ mạng Quý Sửu khéo léo, mềm mỏng, chiếm được lòng tin và thiện cảm của mọi người, họ thành công trong việc giải quyết rắc rối nhờ tính cách trầm tĩnh. Nam Quý Sửu 1973 là người chính nghĩa, luôn bảo vệ điều đúng đắn. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè vô điều kiện nên được mọi người yêu quý. Tuy nhiên, tính thẳng thắn của họ đôi khi cũng làm phật lòng người khác. Đánh giá tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 năm 2024. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thuộc mệnh Mộc, tang đố Mộc. Theo thuyết ngũ hành, mệnh Mộc của tuổi có mối quan hệ tương sinh với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn. Mộc sinh Hỏa, thiên can Quý bình hòa với Giáp, địa chi Sửu tương xung với Thìn. Tổng quan lá số tử vi năm 2024 của tuổi Quý Sửu có hợp, có xung. Điều này hàm ý rằng cuộc sống năm nay của mệnh chủ có được thuận lợi, tốt đẹp hay không phụ thuộc vào thái độ, tinh thần sống của quý anh chị trong năm này. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, áp lực trong công việc và cuộc sống sẽ nối tiếp nhau. Nếu bạn không thể dốc toàn lực để giải quyết vấn đề, bạn có thể gặp phải những khủng hoảng bất ngờ. Nếu sống ngay thẳng, lạc quan, tu tâm dưỡng tính, siêng năng làm việc thiện, thì sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Cuộc sống không những thuận lợi, mà còn được nhiều người yêu mến, có tri kỷ đồng hành bên cạnh. Đánh giá từng phương diện. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 về công danh, sự nghiệp. Công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, bạn trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại. Cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều. Chỉ cần duy trì sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, bạn mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, bạn cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Về tài lộc, thu nhập có dấu hiệu tăng lên, nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng tài chính. Năm nay vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Bạn cần hành động thận trọng và linh hoạt với tình hình để bảo vệ thành quả của mình. Ngoài ra, để có thể tăng thêm thu nhập cho riêng mình, quý anh chị có thể nhận thêm công việc ngoài giờ làm. Bên cạnh công việc toàn thời gian, bạn có thể nhận thêm một số công việc tự do như cộng tác viên viết báo, biểu diễn ở quán cà phê, bán hàng qua mạng. Theo báo cáo của Manpower, có 87% người lao động Việt ưa chuộng công việc bán thời gian và việc tự do freelance. Ưu điểm của các công việc này là linh hoạt về thời gian. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý, bạn có thể cải thiện thu nhập để nhanh chóng đặt mục tiêu tài chính. Hơn nữa, bạn có thể rèn luyện và phát triển chuyên môn thông qua những dự án bên ngoài. Ngoài ra, bạn cũng có thể khởi nghiệp công ty của riêng mình. Hiện nay có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ khởi nghiệp như văn phòng ảo, phần mềm họp trực tuyến, phần mềm quản lý công việc. Ban đầu bạn có thể lãnh đạo một nhóm nhỏ, rồi mở rộng khi có nhiều khách hàng hơn. Là chủ doanh nghiệp, bạn sẽ có mức thu nhập cao hơn rất nhiều so với làm thuê. Sau một vài năm đi làm, bạn có thể suy nghĩ về ý tưởng này. Nó sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian đạt được mục tiêu tài chính của bạn rất nhiều. Đồng thời, việc kinh doanh còn tạo ra giá trị cho bạn và xã hội. Về sức khỏe, tử vi thấy rằng điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong năm mới. Để bảo vệ sức khỏe của mình, quý anh chị một ngày hãy dành cho mình đi bộ 5 đến 10 phút và kéo giãn cơ để thả lỏng sau khi tập luyện. Việc thả lỏng cơ bắp cũng tương tự như khởi động, đều là hình thức tập luyện nhẹ nhàng, giúp cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi sau khi vận động mạnh. Hãy thả lỏng cơ thể bằng việc đi bộ khoảng 5 đến 10 phút và kéo giãn vùng cơ đã tập luyện.
về tình duyên gia đạo. Tử vi tuổi Quý Sửu 2024 nói rằng, bản mệnh Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình, đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè, xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Tuy nhiên, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu dựa trên tác động của yếu tố như can chi ngũ hành tháng đó. Sao chiếu mệnh trong tháng tốt hay xấu nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy tuổi Quý Sửu sẽ gặp phải những tháng xui xẻo, dễ gặp nhiều tai ương vận hạn nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây. Đầu tiên đó là tháng 1 năm 2024 âm lịch, tháng Bính Dần. Công việc nhiều và áp lực, tiền bạc chi nhiều hơn thu, gia đạo có chút bất ổn, có thể đón tin buồn tang chế họ hàng từ xa. Theo tử vi thấy rằng, tháng đầu năm Quý anh chị không gặp phải quá nhiều biến động, nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có thể được đón tin mừng. Những tâm hồn trẻ tuổi, dù có định hướng và khát khao phát triển, thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm con đường phù hợp ngay lập tức. Điều này không phải là điều hiếm gặp và có thể bạn cần tìm đến những người có kinh nghiệm để trao đổi, thảo luận và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Họ sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn và giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thêm vào đó, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình. Nhiều người tỏ ra an phận, không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được thành tích cao hơn. Trên phương diện tài lộc, có vẻ như bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn, đầu tư, không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu. Bạn chớ nên an phận thủ thường, mà cần nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng. Dù có vất vả cũng chớ nên bỏ cuộc. Trước khi bắt tay làm việc gì, bạn cần xác định đúng định hướng cho mình. Sức khỏe của Quý anh chị tương đối ổn định, tuy nhiên, bạn cũng không nên quá chủ quan, luôn giữ cho mình tinh thần thoải mái. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, hãy nhớ suy nghĩ tích cực, chớ than thân trách phận khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Hơn nữa, xung quanh bạn vẫn luôn có nhiều người sẵn sàng giúp sức. Về tình duyên gia đạo, may mắn có thiên diêu phù trợ, nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ. Bạn thể hiện được những điểm độc đáo trong tính cách của mình, lại thêm bản tính hài hòa, cởi mở, biết chăm chút ngoại hình, nên có thể thu hút ánh mắt của không ít đối tượng khác giới. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác. Tháng xui xẻo thứ hai mà tuổi Quý Sửu cần chú ý trong năm 2024, đó là tháng 2 năm 2024 âm lịch, tháng Đinh Mão. Khó tập trung vào công việc khi bị áp lực tiền bạc và tình cảm đè nén, đề phòng bị mất đồ quý giá hoặc đau yếu bất ngờ. Có lẽ tháng 2 âm lịch không phải là khoảng thời gian suôn sẻ như mong muốn của người tuổi Quý Sửu. Mọi phương diện cuộc sống của bạn đều có sự sa sút nhất định. Nếu không nhắc nhở bản thân chú tâm hơn vào nhiệm vụ thì dễ để xảy ra nhiều sai sót. Trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, thậm chí một số người còn đánh mất phương hướng của mình, khiến công việc bấp bênh, bị những người đồng trang lứa, đồng nghiệp, đối thủ dễ dàng vượt qua. Bên cạnh đó, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung, dễ để xảy ra những vấn đề nhỏ nhặt. Phương diện tài lộc cũng chưa có nhiều điểm sáng. Với người làm ăn kinh doanh muốn đồng tiền chảy về túi thì bạn không thể chỉ ngồi yên một chỗ. Tháng này, bạn càng chăm chỉ thì kết quả càng khả quan. Nếu chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ thì dễ thất thu tụt hậu. Với người làm công ăn lương, có lẽ bạn nên hài lòng với những gì mình nhận được trong tháng này và tìm động lực để thúc đẩy mình vươn lên. Tử vi tháng 2 tuổi Quý Sửu âm lịch thấy rằng, ngũ hành xung khắc cũng khiến cho mối quan hệ tình cảm của bạn bị ảnh hưởng xấu. Bạn và nửa kia của mình không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề, thậm chí không thể ở bên nhau những lúc khó khăn. Càng lúc bạn càng cảm thấy bi quan về tương lai của mình. Có lẽ đã đến lúc cả hai cần ngồi lại để nhìn nhận, đánh giá những gì mình đã làm trong suốt thời gian qua. Tháng tiếp theo, tuổi Quý Sửu cần phải chú ý đó là tháng 6 năm 2024 âm lịch, tháng Tân Mùi. Tinh thần bất ổn khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm, ảnh hưởng xấu tới công việc, chuyện tiền bạc, tài lộc hao tán nhiều. Gia đạo trục trặc có dấu hiệu rạn nứt, dưới tác động của cục diện tương xung án ngữ là nguyên nhân chính, khiến công việc của Sửu đối mặt với nhiều mối trở lực. Các mối quan hệ xã giao trở nên bất ổn, điều tiếng thị phi bủa vây, khiến uy tín của con giáp này bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên nóng lòng chứng minh bất cứ điều gì, kẻo càng mua dây buộc mình. Hãy cứ giữ bình tĩnh và làm việc đúng bổn phận, chất lượng công việc sẽ chứng minh tất cả. Công việc không như ý, kéo theo tài chính cũng có phần eo hẹp. Bản mệnh Sửu vẫn chưa thể đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc.
Cuộc sống rất dễ rơi vào tình trạng bế tắc nếu bạn không tiết kiệm hơn. Đầu tư kinh doanh có thể vấp phải chiêu trò chơi xấu của đối thủ hay tiểu nhân, khiến bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Sức khỏe của quý anh chị không được tốt cho lắm, suy nghĩ lo lắng nhiều khiến bạn hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, kẻo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi cho bệnh viện. Về tình duyên gia đạo có dấu hiệu nghi ngờ, hoài nghi trong tình cảm lứa đôi, nếu cả hai đều cố chấp không chịu nhượng bộ, cứ chuyện bé xé ra to thì đôi bên xung đột còn nghiêm trọng hơn, tình cảm cũng khó mà hàn gắn, vì quá mải mê với công việc nên người độc thân quên mất phải tìm kiếm một nửa cho mình. Và cuối cùng là tháng 10 năm 2024 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tiền bạc tiêu hao nhiều, phần lớn chi tiêu cho người thân trong nhà, chứ không phải bản thân, gặp khó khăn về vấn đề huy động vốn, hạn chế làm ăn theo đường mòn lối tắt kẻo vướng họa lao ngục. Tháng 10 âm lịch này, quý anh chị phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc, vận trình tháng sa sút. Mọi việc diễn ra không được như ý, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng và tinh thần của con giáp này. Nhưng bản mệnh đừng vì vậy mà quá lo lắng, chỉ cần bạn luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì, nỗ lực tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Khi bạn không để những tác nhân bên ngoài cuốn đi thì mới có thể đủ sáng suốt để tháo gỡ khó khăn. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá, dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tin buồn với quý anh chị tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của bản mệnh khá ảm đạm. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, bởi sức lực có hạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Không tham vọng quá nhiều, khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Sức khỏe có dấu hiệu sa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi Quý Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Về gia đạo, tình cảm ngày càng rối ren phức tạp hơn, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Vâng, thưa quý anh chị, ngoài những tháng có nhiều vận hạn đen đủi kể trên, tuổi Quý Sửu cũng sẽ có những tháng gặp nhiều may mắn trong năm 2024 Giáp Thìn. Hãy cùng xem những tháng đó là tháng nào nhé! Đầu tiên, đó là tháng 5 năm 2024 âm lịch, tháng Canh Ngọ. Xuất hiện quý nhân phù trợ, có cơ hội thăng tiến hoặc thay đổi vị trí lên cấp cao hơn. Tiền bạc không ngừng chảy về túi nhưng cũng phá tán nhiều, phần lớn do nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Tháng 5 âm lịch là khoảng thời gian tốt xấu đan xen đối với người tuổi Quý Sửu. Mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt hoặc xấu, chủ yếu là do thái độ của bản mệnh khi đối diện và giải quyết các tình huống bất ngờ. Bạn nên thể hiện rõ ràng mong muốn hoặc ý định của mình cho người khác cùng biết, đặc biệt là khi bắt tay vào làm công việc nhóm. Như vậy thì các nhiệm vụ được giao mới có thể hoàn thành trôi chảy. Tương hại giáng họa, con giáp này thường xuyên bất kiên nhẫn, hành xử thất thường khiến mọi người xung quanh khó hiểu. Tình hình tài chính cũng chưa có nhiều biến động rõ rệt, bạn có thể là người chăm chỉ và cẩn thận đấy. Song phương thức kiếm tiền của bạn có thể đã quá cũ kỹ, lối mòn nên không còn thu hút được lượng khách dồi dào như dự kiến. Có lẽ quý anh chị nên dành thời gian để học thêm các kỹ năng mới, đồng thời tham khảo cách làm của mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên cứng đầu, cứng cổ. May mắn, tình cảm lại là điểm sáng trong vận trình của bản mệnh. Người nhà cũng tạo thêm động lực cho bạn đối diện với khó khăn, không buông xuôi, đầu hàng nghịch cảnh. Bạn nhận được sự quan tâm chăm sóc của người thân, nên khi về đến nhà mọi phiền não cũng đã tan biến rất nhiều. Tháng may mắn tiếp theo, đó là tháng 3 năm 2024 âm lịch, tháng Mậu Thìn. Tiến trình công việc thuận lợi hơn trước, vận khí có hướng bình ổn và tăng tiến dần, thích hợp xúc tiến các dự án hợp tác, nhất là về bất động sản. Công việc, nhìn chung vẫn có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ, khó khăn cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Năm nay bạn có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, cơ hội và thách thức song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tài lộc, trong năm nhờ có ngũ hành tương sinh, lại có các tài tinh chiếu mệnh nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn. Sức khỏe không quá khả quan, bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tăng sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Tình cảm khá êm đẹp,
người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân. Các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đạo ấm êm. Tiếp theo là tháng 8 năm 2024 âm lịch, tháng Quý Dậu. Công việc khá thuận lợi, có thể hợp tác làm ăn với đối tác lớn hoặc ký kết hợp đồng lớn, tài khí vượng thu chi thoải mái, có điều sức khỏe giảm sút, ốm vặt liên miên. Tử vi thấy rằng, tháng mới đem tới khá nhiều may mắn cho quý anh chị trong tháng 8 năm 2024 do được nhiều cát tinh chiếu mệnh, nên bạn làm việc gì cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn người khác, thậm chí bạn còn gặt hái được kết quả tốt hơn dự tính. Tài lộc cũng có nhiều điểm sáng, thời điểm này thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác. Những quyết định đúng đắn sẽ giúp bạn trở thành người dẫn đầu xu thế, kiếm về một khoản bội tiền. Tam hợp nâng đỡ, sự nghiệp tiến triển suôn sẻ khiến bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình, bạn phát huy được điểm mạnh của bản thân. Lại thêm mối quan hệ xã giao hài hòa nên việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng kế hoạch, thậm chí bạn còn có cơ hội thăng tiến trong thời điểm này. Trên phương diện sức khỏe, bước sang độ tuổi lão hóa dẫn đến thay đổi về hệ thống tuần hoàn các mạch máu và độ đàn hồi của động mạch bị giảm, khiến cho tim phải làm việc nặng hơn để đẩy máu đi qua chúng. Những thay đổi này tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và các vấn đề về tim mạch, thay đổi về xương, khớp và cơ bắp. Xương có xu hướng còn lại về kích thước và mật độ, làm cho chúng yếu hơn và dễ bị gãy hơn. Cơ bắp thường mất sức mạnh, sức chịu đựng và tính linh hoạt, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp ổn định và cân bằng của bạn. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, mỗi người đều có cơ thể và sức khỏe riêng, vì vậy không phải ai cũng trải qua những thay đổi này. Về phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc, người độc thân có thể tình cờ gặp được nửa kia trong những buổi gặp gỡ bạn bè, hoặc trong một tình huống mà bạn không ngờ tới, trong khi đó người có đôi có cặp luôn chân thành quan tâm lo lắng cho nhau. Vâng, kính thưa quý anh chị Quý Sửu thân mến, dừng lại đúng lúc sẽ giữ được nhiều thứ, dừng lại những yếu đuối trong lòng để giữ mãi một tình bạn thiêng liêng, dừng lại một lời nói không hay để giữ lại những giá trị cao đẹp của chính mình, dừng lại một ý nghĩ vượt khỏi để không tạo thêm nghiệp chướng. Trong dòng đời hối hả, đã bao lần chúng ta dừng lại một chút để nghĩ về cuộc sống của mình. Mỗi một đời người phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lo toan, phiền muộn, nhưng cuộc sống thì cứ trôi đi ào ào như cơn lũ, làm cuộc đời cứ xoay chuyển liên tục, chúng ta cứ tất bật, cứ mê mải chạy theo, bỏ lại sau lưng tất cả để rồi nhìn lại ta chẳng được gì, ít có ai thấy được giá trị của một cuộc sống bình thường. Một việc làm đơn giản tuy không lớn nhưng mang lại nhiều niềm hạnh phúc. Đã là một cuộc đời thì chúng ta đều phải sống và sống như thế nào thì cũng phải sống hết trọn kiếp người. Sống yêu thương, hòa hợp, sống chân thành vị tha hay sống ích kỷ, vụ lợi, xấu xa, bẩn thỉu thì cũng mấy ai hưởng được trọn vẹn hạnh phúc một khi nhắm mắt xuôi tay. Hầu như mỗi người chúng ta, chẳng ai có thể hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng chúng ta cần phải biết tự cân bằng trong cuộc sống. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng bế tắc, không có đường ra. Hãy tìm cho mình một lối thoát dù con đường đó đầy rẫy chông gai chắc trở. Hãy vững tâm và tin rằng còn có biết bao nhiêu điều tốt đẹp chờ đón ta phía trước. Không ai có thể chọn cho mình một nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một mục đích sống. Vậy tại sao ta không chọn một cuộc sống mang nhiều ý nghĩa, sống để không hổ thẹn với lương tâm, để có thể tự hào nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đầy hy vọng và để thấy sự hoàn hảo bên trong một con người hướng đến sự hoàn thiện. Hãy sống làm sao để trước khi ta chết đi, ta không phải hối hận về những gì ta đã làm. Sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu không hối hận hay nuối tiếc, đừng để khi quay đầu nhìn lại, ta phải ngậm ngùi rằng giá như ta đừng làm như thế. Biết rằng sống không hề đơn giản, nhưng ta hãy cố gắng vì lời nói ra thì rất dễ nhưng thực hiện thì rất khó. Cuộc đời vô thường, một kiếp sống ngay thì có vẻ như dài vô tận, nhưng thời gian trôi nhanh và khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Hãy sống làm sao để có khi ta vấp ngã, bên cạnh ta có ngay một bàn tay nâng đỡ để cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời. Thông qua những lời nói, hành động của mọi người, từ những lời nói dịu dàng, ánh mắt ấm áp, cử chỉ cảm thông không đủ để xóa hết, nhưng cũng có thể xoa dịu những nỗi đau đang âm ỉ. Có thể ta không hóa giải được nhưng ta đã chia sẻ phần nào những vướng mắc. Ta không cho phép mình chấp nhận hay buông xuôi theo những khó khăn của cuộc đời mang đến. Phải biết nhận thức rằng mình là ai, đang làm gì, đang hướng đến cái gì và quan trọng là phải có một điểm dừng. Dừng lại đúng lúc sẽ giữ được nhiều thứ. Dừng lại những yếu đuối trong lòng để giữ mãi một tình bạn thiêng liêng. Dừng lại một lời nói không hay để giữ lại những giá trị cao đẹp của chính mình. Dừng lại một ý nghĩ vượt khỏi để không tạo thêm nghiệp chướng. Dừng lại những ham muốn để có được một đời sống than thản. Và hãy sống như những câu thơ mà thầy Thích Huệ Hải đã viết. Sống không giận không hờn không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai.
sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống an vui danh lợi mãi xem thường, sống bất biến giữa dòng đời vạn biến, sống với một tâm hồn trong sáng, luôn hướng đến những mục đích tốt đẹp, sống vì mọi người xung quanh, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của chính mình thì cuộc đời này sẽ không còn mang đến những đau khổ hay bi lụy, thay vào đó là những hạnh phúc vui tươi, là yêu thương, chia sẻ, và cuộc đời này sẽ mãi mãi là một màu xanh hy vọng. Xin trích một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy của nhà văn Liên Xô Nikolai Alexievich Ostrovsky để thay lời kết. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Vâng. Vừa rồi là những chia sẻ về những tháng đại hạn trong năm 2024 mà quý bản mệnh tuổi Quý Sửu cần chú ý để tiền bạc được an toàn, công việc được hanh thông thuận lợi. Kính chúc anh chị bước sang năm Giáp Thìn gặt hái được nhiều thành công và tài lộc anh chị nhé. Hãy đăng ký miễn phí kênh để theo dõi các video mới nhất về lá số tử vi của mình mỗi ngày quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.